Ai chà, rồi hello anh em. Cái này nó khá là rắc rối một chút, mình sẽ giải thích qua. Trước mặt mọi người đây là một cái cơ quan này, thì video này sẽ là giải cơ quan đó. Nhưng mà trước hết nha, đây vị trí của cái cơ quan này, đây này. Thì trước hết trong ba lô mình nhá, hiện tại nó đang có cái vật phẩm này, đó là phôi Acium. Nhưng mà để mà có được cái phôi Acium ấy thì mọi người phải đi lượm 7 cái viên khoáng thạch thần bí. Ok chưa? Và 7 cái viên khoáng thạch thì có 3 viên là ở ngoài map, có 4 viên thì nó thuộc ở trong cái map của quest, có nghĩa mọi người phải làm quest thì mọi người mới có thể mở được cái khu vực đấy. Ví dụ nha. Đây. Đâu nhỉ? Đây trong này. Đấy. Quest này thì mọi người phải thì có viên ở trong này. Nên là trước khi làm đến cái bước này nha, mọi người nên làm quest trước, thì mình sẽ chỉ cho mọi người 7 cái vị trí của cái khoáng thạch thần bí trước nha. Khi lụm xong lụm đến cái viên thứ 7 thì tự động nó sẽ có cái viên này trong ta thôi. Ôi chưa? Rồi. Và xong cái viên này xong nha, nhiệm vụ của chúng ta là gắn viên này vào đây này, xong bắt đầu cái bốn cái chuỗi nó sẽ đầu dập dập vào cái viên này để mà nó sản xuất ra một cái viên mới, để mà chúng ta có thể mở có một cái chìa khóa mở cái khu vực này, khu vực trong này một cái phòng mới cơ. Ảo chưa? Đây có một cái hang đây này, nó liên đới với nhau nhiều lắm đấy. Mình sẽ phải làm giải thích qua như thế nhá. Và ở trong mấy cái chỗ này nó đều có những cái thủy thần đấu cho mọi người, nên là chắc chắn một điều là nếu mà mọi người muốn lượm full thì mọi người phải làm hết tất cả mọi thứ, và trên kênh mình nó đều có hết rồi, mọi người cố gắng theo dõi nhá. Ok chưa? Viên đầu tiên này, chúng ta sẽ lấy những cái viên dễ trước nhá. Viên đầu tiên trước mặt chúng ta nó sẽ là đây một con robot đây. Ở trên này này. Đó. Quay. Rồi. Ok, về đầu tiên của chúng ta khoáng thạch thần bí. Vị trí thứ hai, đây mọi người di chuyển ra đây. Ở đây mọi người đi thẳng xuống này nhá. Cái điểm di chuyển trên này ấy, thì có hai cách. Một là mọi người di chuyển từ đây ra đây. Thứ hai là mọi người phải làm chạy theo một cái quét mình đã từng làm cho mọi người rồi. Ok chưa? Quét này cũng chỉ cho mọi người để một cách lên đây. Đây thì cái cách đi theo quét thì nó sẽ dài hơn. Tất nhiên là vừa đi theo quét thì chúng ta vừa có nguyên thạch đúng không? Thì tội gì chúng ta không đi theo quét. Đầu tiên là chúng ta lấy cái skill của cái con bạch tuộc chứ đã, đâu nhỉ, con sứa chứ. Nó đâu nhỉ? Đây 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 đây. Rồi xuống dưới này nhá. Bắn vào trong này, có bom. Boom. Ok. Rồi viên thứ hai. Đây nhá, trong này nhá. Tiếp theo viên thứ ba, mọi người di chuyển ra cái chỗ này. Rồi. Bây giờ còn 4 viên còn lại thì chúng ta sẽ đi theo quét nha. Đầu tiên ra đây. Thì cái quét này mình cũng đã có video cho mọi người rồi, cũng như là cái điểm để mở cái điểm di chuyển, gọi là điểm di chuyển cuối cùng ấy. Về cái quét này nó khá là khó. Thì nếu mọi người chưa làm mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả nhá. Giờ mình chỉ đến cái địa điểm để nhặt thôi, ok chưa? Chúc mọi người cứ làm quét đi. Theo dõi cái lộ trình làm quét của mình thì có thể gọi là cũng làm được ok đấy. Nó đâu ấy nhỉ? Mà tôi nhớ tôi có đi qua nó. Đây trong này. Đây mọi người ạ, trong này này. Ok chưa? Cái quest này thì nó liên thông tới một cái thủy thần đồng trên này nữa cơ, nên mọi người bắt buộc phải làm quest này nhá. Nếu muốn nhặt phun thủy thần đồng. Rồi tiếp theo. Ra đây. Đi thẳng ở trong này nhá. Ở trong này nó sẽ liên quan đến một cái quest nữa. Cái mình cũng đã có trên kênh rồi. Ở trong này chúng nó có hai cái rừng hiếm. Cái quest này thì sẽ mang cho chúng ta một cái rừng hiếm, và tại cái vị trí đấy thì chúng ta có thêm một cái rừng hiếm nữa. Đây, 3 tầng luôn anh em. Đấy.
Đây, dương kiếm mình còn chưa lấy này. Đấy. Đây nha. Ok chưa? Rồi, tiếp theo. Đây, rồi mọi người di chuyển ra đây. Chúng ta từ điểm di chuyển này chúng ta sẽ lặn xuống nhá. Thì cái này cũng liên quan một cái đến một cái quét ẩn cũng đã có trên kênh rồi nha. Ở trong cái vị trí này thì ngầm này thì chúng ta có tận hai cái thủy thần đồng dưới này cơ. Đây, cơ quan của chúng ta đây. Ở xuống cái cổng ở dưới này nhá. Đây, ở đây mọi người sẽ xuống chỗ nước dưới này. Đã xuống dưới. Quáng thạch thần bí. Ok, viên thứ 6 ở đây nhá, dưới này nhá. Ok, viên cuối cùng, viên thứ 7. Mọi người di chuyển ra đây nhá, từ đây xuống chỗ điểm dưới này này. Để vào trong này này. Để nó trong này, nói chung nó trong này. Rồi di chuyển ra đây nhá. Đóng băng phát. Rồi xuống. Lấy skin của con sứa nhá. Ở trong chúng ta sẽ phải đánh nhau. Mình đã từng vào đây rồi, nó sẽ không hiện một cái cảnh quay gì nữa, mà nó cắt scene gì nữa. Đây. Đó, chỗ này này. Nó bắt chúng ta lại đánh nhau bọn này. Ở trong này thì nước nó ấy nha. Chúng ta mọi người đến chúng ta đang bị giảm máu rồi không? Một dương hiếm này. Ok chưa? Tiếp theo là nhắt. Đó, được một khối. Đây, 7 viên hợp lại là được một viên này. Ok chưa? Phôi Archium. Thì cả phôi này chúng ta sẽ dùng để giải tiếp theo. Ok nhá. Rồi, bây giờ mọi người di chuyển ra chỗ này để mà chúng ta có thể vào đây này. Ok chưa?
Rồi, giờ lặn xuống này. Nhìn giống thủy cung nhỉ. Rồi đến địa điểm này thì chúng ta sẽ có một con robot ở đây. Chúng ta đánh thắng nó thì cái máy ở đây nó sẽ từ đỏ nó sẽ chuyển sang màu xanh. Chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa ở đây. Đó. Rồi, vào trong thôi. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy ở đầu video đó. Ok. Hiện tại là chúng ta đã có cái cục vôi Acum rồi đúng không? Giờ lắp nó vào đây đã. Rồi. Bây giờ là chúng ta bắt đầu rèn sản xuất ra một cái viên mới từ phôi Acum này. Đây, hiện tại là đảm bảo áp lực đường ống, có nghĩa bây giờ chúng ta sẽ phải đi vặn bình ga rồi. Đây, một cái đây này. Rồi. Ok. Bên này này. Bên này thì hiện tại đang thiếu cái khóa van. Đây, dưới này. Đi đúng một vòng đấy. Đúng kiểu đi một vòng luôn đấy. Con chó chắc không làm mình đâu đúng không? Ok, to hơn này. Úi giời ơi. Ok đấy. Wow, chuyển đỏ luôn này. Khởi động thiết bị rèn. Điểm G này. Thiết bị rèn này. Sau khi khởi động quá trình rèn, thiết bị nén sẽ được đưa phôi. Ok. Rèn này. Bao giờ xong ta? À đây mọi người đi này. Thế từ nãy giờ mình cứ nhấn bừa. Đây mọi người đi này. Cái chỗ này của đấy. Nó. Đấy là chúng ta dập vào. Ok chưa? Rồi nhá, thử nhá. Dập. Đập. Nó có nhịp của nó cả đấy không ạ? Từ nãy giờ tôi đánh bừa. Ok. Rồi. Lỗi hệ thống quá nóng. Đây, rồi sang bên này này. Có hệ thống làm mát này. Khởi động quy trình làm nguội. Chương trình làm mát bắt đầu. Ok. Nước bị tắc. Mọi người đi này. Đây, dưới này này. Bên trên này bắt đầu cho mọi người dễ nhá. Đây, rồi sang bên trái này. Thấy có cái này không? Cái hòn đá đây này. Chỗ này là chỗ ngăn nước ấy. Rồi chúng ta đập một phát là từ trên xuống là nước nó sẽ dâng. Ok. Rồi, giờ lên tiếp này. Đã có nước rồi. Tiếp tục. Đã. Đã. Lỗi hệ thống bị vô nước. Hệ thống bị vô nước à? Skin con cá đuối này. Đây rồi, hệ thống đây rồi.
Bây giờ chúng ta mới lấy skin của con này. Ok, tôi về lên đây này. Nhưng không phải cái này thì phải. Đang chưa biết là cái nào. Ok, được rồi, được rồi. Thế còn cả thế còn cục này như nào nhỉ? Vừa cho nổ vừa mình vừa nhấn đây, đúng rồi. Không được. Thế thì phải đảm bảo đây. Ok, nhấn một lúc. Rồi, anh em ơi. Hiểu vấn đề rồi không ơi? Rồi, rồi lên quay trở lại vị trí cũ. Rồi, đang xả nước rồi anh em ạ. Lúc nãy nước là để làm nguội máy. Còn bây giờ là nguội quá nên là nước vào trào máy. Bây giờ tiếp tục. Tí nha. Ok. cháy máy luôn này. Vỡ đường ống nước luôn mà. Rồi. Ok là bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này. Rồi, tinh thể Acium. Rồi gì kìa. Một dòng siêu cấp kìa anh em. Để chơi anh em. Nhưng mình đi đường này có thể thoát ra ngoài đấy. Ở đây liệu có lên có chạm vào cái thủy thần đồng nào không đấy, sợ lắm. Nghi ngờ lắm. Để thôi cứ trèo trần đi cho nó yên tâm. Hóa ra lên trên này à. What? Đỉnh vãi. Ok. Bây giờ anh em bây giờ là ta nhận được một cái vật phẩm mới này. Đây đúng không? Tinh thể Acheon đúng không? Rồi. Công dụng của nó là gì? Em di chuyển ra đây nhá. Đây có cái hang ở đây này. Rồi. Đây cánh cửa của chúng ta đây. Đó. Ok chưa? Liên đối với nhau kinh chưa anh em? Trong ngoài có một cái thủy thần đồng trong này này. Đấy. Đây là gì đây? Có chưa được. Uầy còn có gì đây? Wow, ok nhá. Đây một cái dương kiếm này. Đó, hay chưa? Rồi, em có video tiếp theo nhá. Lần này chắc là chúng ta sẽ đến với video thủy thần đồng đấy. Hết ngóc ngách rồi.